Xin chào tất cả các bạn, trở lại với video tiếp theo trên kênh YouTube HT Pro 189. Với cái video này, mình tiếp tục phân tích về một cái mạch dao động cho những bộ inverter. Và đây là một cái bộ inverter 12V lên 220V của Trung Quốc, và nó có công suất khoảng 1000W. Ở đây thì ngày hôm nay mình sẽ nói đến cái vấn đề là cái mạch dao động để tạo đủ cho công suất 1000W cho con inverter như thế này, người ta sử dụng cái mạch dao động nó như thế nào. Và trước khi mình phân tích thì mình sẽ nói sơ qua. Ở đây nó sử dụng bằng 4 bếp áp xung nằm EI40. Đây là các cái dàn diode đầu ra, lắn xung đầu ra, điện áp đầu ra. Và đây là cái 4 cái con MOSFET băm xung đầu ra, nó mắc thành cầu H và thường chạy là IRF460, thường chạy là 460. Còn cái mà đầu vào thì nó sẽ sử dụng MOSFET công suất lớn, ví dụ như ở đây nó sử dụng, ở đây thì cái mạch này họ đã thay rồi, như thường thì nó sẽ dùng là IRF3205. Còn bên này thì chả biết là nguyên bản hay thay vào rồi này, sử dụng bằng IRF1405 đó. Ở đây nó sử dụng 4 bếp áp xung và mình đã rút ra một cái rồi, mình hay nghịch các thứ thì mình đã rút ra rồi, thử nghiệm rồi. Nó sử dụng bằng 8 MOSFET cho đầu vào, 4 bếp áp xung và mỗi một bếp áp xung là 2 con MOSFET mà thôi. Với cái bộ inverter này, mỗi bếp áp xung 2 MOSFET đó. Tụ lọc nguồn thì cũng mỗi một bếp áp xung này nó lại có một tụ lọc nguồn riêng. Đây, 35V 2200mi cho một cái bếp áp xung. Và 4 bếp áp xung thì có 4 tụ lọc nguồn. Đầu ra thì họ đã nắn thành điện một chiều và có tụ lọc nguồn ở đầu ra là 400V 47mi, 400V 47UF cũng là nó. Đó, đấy là mình nói sơ qua như vậy. Và bây giờ thì mình sẽ phân tích vào cái mạch dao động của cái mạch inverter đến từ Trung Quốc này. Và công suất của nó cũng tương đối là cao, không nhỏ lắm đâu. Nó khoảng chừng 1000W thật. 1000W. Ở đây tuy rằng là họ lắp hơi keo kiệt về MOSFET đầu vào, có thiết kế chân cắm nhưng mà không cắm, ăn bớt. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ nói sơ qua về cái đầu ra trước. Cái chủ đích video này là mình nói về cái mạch dao động cho cái phần sơ cấp của cái inverter công suất gọi là cao này đi. Bây giờ thì mình sẽ nói qua về cái mạch cầu H đầu ra này. Cầu H đầu ra thì nó sử dụng bằng 4 con MOSFET IRF460 rồi. Và ở đây họ sẽ sử dụng là cái con dao động cho cái đầu ra, đó là NE556N. Đó, 556 là E556. Đấy là cái dao động cho cái phần cầu H này. Và cái mạch cầu H như nào thì mình sẽ không phân tích đến, nó cũng khá là nhì nhằng. Và bây giờ mình sẽ nói đến cái việc chính của cái video này, đó là cái mạch dao động để cho cái bộ inverter công suất lớn này thì họ sẽ làm như thế nào để cho nó đủ công suất 1000W. Nó cũng sẽ sử dụng như bình thường mà thôi, sử dụng bằng IC SG3525. Đây mình sẽ cho các bạn xem. Trên cái chỗ này đây, các bạn đã nhìn thấy rõ rồi nhé, SG3525. Và thực chất là hai cái ngõ xung ra nó sẽ cho ra 4 cái con transistor đệm. Đây là 4 con transistor đệm, không cần phải sử dụng đến tip 4142 đâu. Và trên thực tế thì ở một cái số cái công việc ấy, thì tip 4142 còn thua cả con 8550 này và 8050. Ở đây thì nó sử dụng là hai cặp transistor ngược thuận, đó là 8550 và 8050. 8550 và 8050, đó là hai cặp ngược xuôi. Và với hai cái cặp này thì hai ngõ xung ra nó sẽ đưa vào cái hai cặp này. Đây, mỗi một ngõ xung nó sẽ được hai con, một con thuận và một con nghịch. Đây cũng vậy. Đây là hai ngõ xung ra. Nó sẽ được đưa vào đây để làm tăng cái dòng kích cho cái dàn MOSFET đằng sau,
Vì vậy mà chúng ta có thể làm theo, không cần nhất thiết là phải sử dụng đến tiết 4142 quá cồng kềnh. Công suất thì chưa chắc đã hơn đâu. Mình đã thử một số các cái công việc. Ví dụ như ở những cái đầu đĩa thì nó sẽ có trên cái bo mạch nó sẽ có những cái con 8550 này và 8050 này. Thì nó để làm nhiệm vụ là tạo ra một cái điện áp thấp hơn 5V, ví dụ như là 3V3 chẳng hạn. Đó. Thì nó sử dụng bằng những cái con này để tạo xuống cái điện áp thấp như hơn như thế, ổn áp như thế. Thì mình khi mà một số cái vấn đề mà nó đã bị chết con này, cho dù các bạn có thay con tiết 41 vào thì nó hoạt động cực nóng, chưa chắc đã ăn được cái dòng 8550 và 8050 như thế này đâu. Vì vậy mà mình nghĩ rằng là những cái bộ đệm công suất cho những cái bộ inverter như này, công suất tương đối lớn như thế này, chúng ta cũng không cần sử dụng đến cặp Chanito tiết 41 42, mà chỉ cần sử dụng cái cặp Chanito là 8550 và 8050 mà thôi. Đó. Đấy là cái mạch dao động. Và cái mạch dao động này thì nó sẽ đưa qua cái hai cái dàn đệm này. Nó sẽ đi qua chở phân áp và chia cho từng con MOSFET với cái sơ đồ nó phải đúng. Không phải là chia lung tung đâu, mà nó phải có pha. Nó sẽ chia theo đúng pha. Nếu như mà chúng ta mà mắc nhiều biến áp này mà lệch pha nhau thì nó sẽ lỗ MOSFET hết. Đấy là cái mà chúng ta cần lưu ý. Đây. Cái dàn thúc của nó cũng khá là nhỏ, và cái mạch thúc để cho chạy nhiều MOSFET này thì trên kênh YouTube của mình đã có rồi, nhưng mà với lần trước thì mình chạy bằng con 2N 5551 và 5401. Thì không biết là công suất của nó có bằng con này không, nhưng ở đây thì trên cái mạch này, và mình cũng thấy rằng là rất nhiều những cái inverter khác nó cũng sử dụng cái con đệm như thế này, hoặc thậm chí trong bếp từ nhé các bạn nhé, nó cũng sử dụng bằng hai con như thế này, 8550 và 8050. Đó, nó thúc cho cái con IGBT ở cái điện áp 18V mà nó tải cho 1900W hoặc là 1800W tùy từng loại bếp, nó vẫn hoạt động tốt mà rất ít khi bị chết cái con này. Chính vì vậy mà chúng ta cứ yên tâm sử dụng cái bộ đệm bằng cái con như này thôi, không cần phải sử dụng con to hơn. Đó là cái video mà mình nói đến cho các bạn có thể tham khảo về cái mạch đệm cho MOSFET cho bộ inverter công suất lớn. Đấy là mình đã nói xong về cái vấn đề này. Và video này của mình ngày hôm nay thì mình sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.